xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký giúp kênh mình với nhé cảm ơn mọi người nhiều mấy cô gái bên cạnh diệp quảng quảng hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ ánh mắt khó tin hướng về diệp quảng quảng nhìn lại vốn cho là nữ nhân này giống như các cô Ai có thể ngờ đâu, cô ta lại là khách quý được thẩm gia mời. Thậm chí, còn quen biết với kỹ hoàng, Tu La chủ lại còn gọi cô ta là Bạch Phong Minh chủ. Bạch Phong, thủ lĩnh Không Sợ Minh của Độc Lập Châu. Vào giờ phút này, Chu tỷ mặt đầy kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Cô đã làm cái gì đối với Không Sợ Minh chủ tóc húi cua ca? Bạch. Bạch Minh chủ. Tôi. Tôi mới vừa rồi. Chu tỷ nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, âm thanh phát ra trong miệng tràn ngập bất an cùng kinh hoảng. Nhưng mà, còn chưa đợi Chu tỷ nói xong, Diệp Quảng Quảng liền cùng đám người thẩm gia đi thẳng về phía trước, đầu cũng không thèm quay trở lại, dường như căn bản không hề nghe thấy thanh âm của cô. Thấy đám người Diệp Quảng Quảng đi xa, bốn phía lúc này mới ồ lên một loạt xôn xao. Trời má! Nữ nhân kia chính là người sáng lập ra không sợ minh, tóc húi cua ca bạch phong nứt tiếng độc lập châu nghe đồn tóc hối cô ca giết người không chớp mắt bất kỳ thế lực nào cũng không muốn đi tùy tiện đắc tội với cô ta không nghĩ tới bạch phong trẻ tuổi như vậy tôi vốn cho là bạch phong lớn lên hẳn là hung thần ác sát khắp người cơ bắp cuồn cuộn lời đồn này hoàn toàn không đúng nữ nhân trước mặt nảy mặc váy dạ hội ngắn màu trắng chân đi giày cao gót đẹp đến giống như hoa hải đường trong gió xuân lại có thể lại có thể sẽ là tóc húi cua ca. Chỉ chốc lát sau, một vài danh viện ở gần đó, hướng về phía đám người Chu tỷ nhìn lại, không khỏi cười lạnh, "Chu tiểu thư, sợ cái gì chứ? Không sợ Minh chủ Bạch Phong người ta có thân phận là tầng thứ gì, làm sao có thể sẽ nhớ đến chút thù oán này với cô?" Phỏng chừng Bạch Phong từ đầu đến cuối đều coi cô là không khí. "Đúng vậy, không muốn sống nữa sao?" Chưa biết thân phận của người đối diện mà đã làm giá như thế đừng nói là cô ta. Coi như là toàn bộ chu gia, gặp phải bất kỳ một thành viên nào của không sợ minh cũng phải cung kính cúi đầu chào. Chu tiểu thư này lại dám khu môi múa mép đối với không sợ minh chủ như vậy, sống lâu thật đấy. Ha ha, Bạch Phong người ta là một đầu mảnh thú, là một con hổ đầy uy phong, làm sao có thể sẽ bị một con chó ghẻ hấp dẫn sự chú ý chớ có tự mình đa tình, còn thật sự cho rằng Bạch Phong minh chủ sẽ trả thù cô ta đấy quả thật là mắc cười. Danh viện bốn phía mồm năm miệng mười, sắc mặt chu tỷ thay đổi liên tục, nhưng ngay cả một câu nói cũng không dám nói ra miệng. Lúc này, người của thẩm gia dẫn theo dịp quảng quảng, kỹ tu nhiễm cùng tư dạ hàng đi về phía thẩm gia. Dọc theo con đường này, mấy người cũng không nói gì nhiều. Mấy người sống vai đi tới, dịp quảng quảng một cách tự nhiên đi ở bên kia của kỹ tu nhiễm, ai thân thiết, ai bị ghẻ lạnh có thể thấy được hết sức rõ ràng. Tiểu Phong, có thời gian nhớ về nhà ăn cơm. Kỷ tu nhiễm nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, thấp giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, dứt khoát hướng về Kỷ tu nhiễm gật đầu một cái, được nha. Một bên, con ngươi như băng sương của tư dạ hàng, đảo qua Kỷ tu nhiễm một vòng. Kỷ tu nhiễm nói xong, con ngươi màu nhạt giống như gió nhẹ phả xuống mặt biển, nhìn về phía thiếu nữ hôm nay ăn mặc hoàn toàn bất đồng so với ngày trước nhận ra được ánh mắt của kỹ tu nhiễm dịp quảng quảng nghiêng đầu sao vậy kỹ tu nhiễm đánh giá người thiếu nữ bên mình trang phục hôm nay của cô dịp quảng quảng nhíu mày làm sao rất kỳ quái kỹ tu nhiễm rất đẹp đúng không tôi cũng thấy vậy dịp quảng quảng nghe vậy hài lòng gật đầu nàng cũng không tin có người đàn ông nào lại không đổ trước bộ dáng liễu yếu đào tơ, hoa rũ bên hồ này. Ít nhất tư dạ hàng nàng nhất định là ăn chắc rồi. Ban đầu nàng chỉ muốn hơi hơi giả bộ nhu nhược một chút. Nhưng mà lời vuốt lông nọ lại giúp hiệu quả tăng gấp đôi. Kỹ tu nhiễm cười khẽ một tiếng, chưa bao giờ từng thấy cô ăn mặc như vậy. Diệp quảng quảng cố ý nhìn về phía tu la chủ ở bên cạnh, sau đó mở miệng nói như đúng rồi, nữ nhân thay đổi vì người mình chấm đó nha. Kỷ tu nhiễm cười một tiếng, không nói gì. Mà cành cây khô dưới chân, người nào đó, trong lúc lơ đảng đạp phải bỗng biến thành bụi phấn. Diệp quảng quảng lặng lẽ lén lúc nhìn gương mặt không cảm xúc như phủ băng của chàng trai, nhưng khí áp lại rõ ràng trầm thấp xuống, quả nhiên. Trực giác của nàng không sai, chỉ cần là thời điểm có mặt kỹ hoàng. Người nào đó liền đặc biệt dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ chốc lát sau, đoàn người Diệp Quảng Quảng đi tới trước cửa thẩm gia. Nhìn thẩm gia rộng đến vô biên vô tận, khóe miệng Diệp Quảng Quảng hơi co giật, bọn họ đây là một ngôi nhà sao? Thế này chi bằng nói là một hoàng cung thì đúng hơn. Diệp Quảng Quảng rốt cuộc minh bạch, tại sao trước đó gã gia nhân thẩm gia lại nói đi lung tung ở thẩm gia sẽ lạc đường vậy? Sau khi nhìn thấy thẩm phủ, quả thật là không còn lời nào để nói. Trước cửa thẩm phủ là hai bức điêu khắc hình rồng, dài chừng trăm mét, cao chừng mấy chục mét, giống như rồng thật. Trông rất sống động. Ha ha ha, kỹ hoàng, khách quý. Đã lâu không gặp, hôm nay có thể tham gia yến hội thẩm gia, thật là làm cho thẩm gia chúng tôi nở mày nở mặt. Thời điểm Diệp Quảng Quảng nhìn thấy hai bức điêu khắc hình rồng sống động đó, một người đàn ông trung niên vóc người hơi mập, mặt đầy vẻ phú quý, nhanh chân đi ra, hướng về tư dạ hàng cùng kỹ tu nhiễm cười nói. Ha ha, thẩm thúc thúc nói gì vậy, có thể tham gia được yến hội thẩm gia, là vinh hạnh của tôi mới đúng. Kỷ tu nhiễm thất giọng cười một tiếng. Ha ha, kỷ hoàng thật là quá cho mặt mũi. Thẩm gia chủ hào sản cười một tiếng. Chợt nhìn về phía tư dạ hàng, tu la chủ, chúng ta hẳn là đã vài năm không gặp rồi đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống nhiều hơn hai chén, như thế nào? Nghe tiếng, tư dạ hàng hướng về thẩm gia chủ gật đầu, nói, thẩm thúc khách khí rồi nếu ngài đã có lời tôi đương nhiên phụng bồi tại độc lập châu vô luận thế lực lớn nhỏ đều có quan hệ hợp tác kinh tế với thẩm gia cho dù là võ đạo liên minh công hội đều cần cấp cho thẩm gia mấy phần mặt mũi nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trước mặt này dịp quảng quảng không khỏi cảm thán cái gã thẩm gia chủ này thật không hề làm giá thật là mọi việc đều thuận lợi bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể kết giao khó trách có thể nắm trong tay mạch máu kinh tế của độc lập châu có thể làm ăn được đến từng ngóc ngách xó xỉnh nào của độc lập châu ha ha kỷ hoàng tu la chủ hai vị khách quý mau theo thẩm mổ thẩm mổ sẽ chuẩn bị đại lễ cho hai vị thẩm gia chủ nói xong lập tức vô cùng nhiệt tình mà bắt lấy tay của tư dạ hàng và kỷ tu nhiễm đi vào bên trong thẩm gia nhìn thẩm gia chủ vừa dắt tay tu la chủ và kỹ tu nhiễm vừa rời đi cảm giác này làm sao lại có chút sai sai vị nữ sĩ tôn quý này làm phiền ngài trình thiệp mời của ngài ra một người hầu gái của thẩm gia hướng về diệp quảng quảng cười nói lúc này diệp quảng quảng đem thiệp mời giao cho cô ta còn không đợi cô ta mở miệng thẩm gia đại công tử bỗng nhiên đi đến đây cặp mắt sáng lên chăm chú nhìn diệp quảng quảng chật chật lắc đầu mỹ nữ chúng ta lại gặp rồi, được gặp cô thật là cao hứng. Nếu như cô không đến, yến hội của tôi, quả thật không có chút ý nghĩa nào. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Quảng Quảng, ngữ khí đầy khoa trương mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng, con mẹ nó, người tổ chức tiệc chia tay thì có một đồng một cách nào liên quan tới ta? Tới đây, cầm lấy. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, thẩm gia đại công tử không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Diệp Quảng Quảng. Chuyện này, nhìn chầm chầm tấm thẻ ngân hàng bị thẩm gia đại công tử nhét trong tay, Diệp Quảng Quảng hơi nghi hoặc một chút. Không có mật mã. Thẩm gia đại công tử nói. Không phải vậy, tôi nói là. Tùy tiện quẹt. Thẩm gia đại công tử lại nói. Diệp Quảng Quảng. Đây là quà tham gia yến hội, Diệp Quảng Quảng cau mày hỏi, dĩ nhiên, mỗi một người đều có, nhưng có một số người được tặng vàng thỏi, có mấy người tặng châu báu, có mấy người tặng nhà xe, nhưng còn cô, tặng thẻ ngân hàng. Thẩm gia đại công tử mặt đầy ngạo nghễ, Diệp Quảng Quảng, cho em xin quỳ trước thần tài đại gia một cái. Tới đây, mỹ nữ, tôi dẫn cô đi xem thần bảo vệ trước cửa nhà tôi thẩm gia đại công tử giống như hướng dẫn viên cao cấp, ân cần đi theo dịp quảng quảng, chỉ vào hai bức tượng rồng to lớn sống động trước cửa giới thiệu. Lúc đó, thẩm gia đại công tử cũng không hề phát giác ra là, bên trong yến hội, hai luồng ánh mắt như có như không vẫn luôn rơi về phương hướng của hắn ta cùng dịp quảng quảng, chẳng hiểu vì sao bỗng cảm thấy sống lưng có chút phát rét. Đây là cha tôi năm đó mời danh sư chế tạo, tài liệu này cũng không phải loại phổ thông, cô biết một con rồng bao nhiêu tiền không? Thẩm gia đại công tử nhìn chầm chầm Diệp Quảng Quảng nói. Bao nhiêu? Diệp Quảng Quảng có chút hiếu kỳ. Một con rồng này, đoán chừng, ít gì cũng phải 2 triệu một con đi. Thật là giàu có. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Quảng Quảng đưa năm ngón tay ra. 5 triệu. Diệp Quảng Quảng sững sờ, thế này con mẹ nó cũng quá xa xỉ. Cộng 10. Thẩm gia đại công tử cười nói. 5 triệu 10 ngàn. Diệp Quảng Quảng hỏi. 50 triệu. Thẩm gia đại công tử lắc đầu một cái. Diệp Quảng Quảng. Vậy không gọi là cộng 10, mà phải nói mà nhân 10 mới đúng chứ. Nói cách khác, chỉ riêng hai bức điêu khắc hình rồng trước cửa thẩm gia này, đã là 100 triệu. Nếu không, anh đem hai pho tượng này tặng cho tôi đi. Diệp Quảng Quảng nhìn thẩm gia đại công tử nói. Nghe vậy, thẩm gia công tử hơi sững sờ, dường như không ngờ tới Diệp Quảng Quảng sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Nếu cô muốn, tôi mời danh sư xây hai cái cho cô là được rồi, thứ này đã cũ rồi, làm sao có thể tặng đồ cũ cho cô được chứ? Đừng, tôi chỉ đùa một chút, ngàn vạn lần chớ coi là thật. Diệp Quảng Quảng vội vàng mở miệng. Vạn nhất cả công tử ngốc nhà giàu này thật sự xây hai cái cho chính mình, mình cũng không có chỗ để trưng huống chi giá tiền này đã là một con số trên trời nàng cũng không có khả năng tiếp nhận ha 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 thẩm lão đệ còn không đợi việc quảng quảng mở miệng nhiếp vô danh chợt đi ra từ phía sau hướng về thẩm gia đại công tử ôm quyền cười nói nhiếp ca tới đây cho anh một giây kế tiếp thẩm gia đại công tử lấy ra một thỏi vàng đưa cho nhiếp vô danh cậu nhìn cậu xem thẩm lão đệ loại quan hệ này của chúng ta, cậu còn khách khí như vậy. Nhiếp vô danh mặt đầy vẻ không vui, sau đó đem thỏi vàng thu vào. Hữu danh muội muội, cô cũng tới rồi hả? Sau khi nhiếp vô danh cất kỹ thỏi vàng, lúc này mới chú ý tới Diệp Quảng Quảng bên cạnh thẩm gia đại công tử. Mới tới. Diệp Quảng Quảng nói. Thời điểm Diệp Quảng Quảng vừa định hỏi thăm nhiếp vô danh đường đường có ở nhà hay không, Mấy đội nam thanh nữ tú sống lưng thẳng tắp, hướng về nơi này đi tới. Học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Học viện lính đánh thuê Tinh Dương. Học viện lính đánh thuê Triệu Vân. Nhìn thấy đội nam nữ lính đánh thuê trẻ tuổi này, không ít người chung quanh phát ra từng tiếng thán phục. Mấy đội nam nữ trẻ tuổi này, tất cả đều là học viên sát thủ cấp S hàng đầu của Tam Đại học viện. Thậm chí, còn phát hiện ra học viên là sát thủ cấp S thẩm sư huynh, chúng tôi tới rồi. Chúc anh. Chúc anh. Chúc anh chia tay vui vẻ. Một vị học viên lính đánh thuê xích diễm cấp sơ sơ trong số đó, nhìn về phía thẩm gia đại công tử. Vốn muốn nói một câu chúc phúc, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được từ thích hợp, chỉ có thể chúc phúc đúng sự thật, mặt đầy vẻ lúng túng. Thẩm sư huynh. Diệp quảng quảng hơi sững sờ, hướng về nhiếp vô danh nhỏ giọng nói, cái gã thẩm gia đại công tử này cũng là học viên của học viện xích diễm nghe tiếng nhiếp vô danh gật đầu một cái còn không phải sao chớ xem thường thẩm lão đệ hắn chính là một trong số ít lính đánh thuê cấp sơ sơ, sơ của học viện xích diễm cấp sơ sơ, sơ. thần sắc diệp quảng quảng hơi kinh ngạc bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ lại thẩm gia đại công tử cấp sơ 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 đã coi như là giá trị vũ lực đỉnh phong tại độc lập châu nếu không phải phải những loại đại bốt hàng đầu, cơ bản có thể đi ngang. Lại có một số sát thủ cấp sơ sơ hàng đầu, thậm chí có thể một mình đấu ngang cơ hoặc đánh bại những vị đại bốt hàng đầu độc lập châu. Dĩ nhiên, toàn bộ độc lập châu. Chỉ có cẩu tạp chủng dịch thủy hàng không thuộc nhóm này. Trong lòng diệp quản quản không khỏi nghi ngờ, trước đó không phải nói, thẩm gia chỉ buôn bán, không đặt nặng võ thuật sao. Cái gã thẩm gia đại công tử này lại có thể sẽ là học viên cấp sơ sơ hàng đầu của học viện xích diễm. Từ thời khắc này, đối với thẩm gia đại công tử, Diệp Quảng Quảng thật đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai, đã nói với các người rồi, không nên gọi tôi là thẩm sư huynh, phải gọi danh hiệu lính đánh thuê của tôi. Thẩm gia đại công tử hơi nhíu mày. Nghe tiếng, lính đánh thuê cấp sơ sơ của học viện xích diễm sững sờ. Chợt gật đầu liên tục, đúng vậy. Tử thần sư huynh, là tôi sai lầm rồi. Mỗi một sát thủ, đến một cấp bậc nhất định, cũng sẽ không dùng tên của mình, mà là dùng danh hiệu. Ví dụ như nhiếp vô danh, tuy nói, tên của nhiếp vô danh, tại độc lập châu hiếm có người nào biết, nhưng nếu như nói ra danh hiệu nhiếp vô danh, toàn bộ độc lập châu đều sẽ như sấm nổ bên tai. Chỉ bất quá, Diệp Quảng Quảng cũng không biết danh hiệu nhiếp vô danh là cái gì mà thôi. Tử Tử thần Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng răng môi hé mở, có chút khó tin nhìn thẩm gia đại công tử. Trước đó, nghe trưởng lão không sợ Minh nhắc đến. Sát thủ cấp sơ 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 của học viện lính đánh thuê xếp diễm, danh hiệu tử thần, từng tại độc lập châu hoành hành không trở ngại, giá trị vũ lực ngút trời. Diệp Quảng Quảng vạn vạn không ngờ tới, cái gã thẩm gia đại công tử này, lại có thể sẽ là sát thủ cấp sơ 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 của học viện lính đánh thuê xếp diễm, tử thần. Anh chính là tử thần. Diệp Quảng Quảng mặt đầy sùng bái nhìn chầm chầm thẩm gia đại công tử. Không thể giả được. Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục sùng bái, nhiếp vô danh lại ghé vào tai Diệp Quảng Quảng thấp giọng nói, đây là thẩm lão để bỏ tiền mua. Bỏ tiền mua. Diệp Quảng Quảng mặt đầy vẻ ngơ ngác, có ý gì? Ho khan khục. Nhiếp vô danh có chút lúng túng, hướng về Diệp Quảng Quảng thấp giọng giải thích, ạc. À. Hai năm trước thẩm lão đệ tìm tới tử thần của học viện lính đánh thuê xích diễm, dùng một số tiền lớn mua danh hiệu của hắn. Cho nên, theo cái bản quyền mà nói, tử thần chính là thẩm lão đệ rồi. Diệp quảng quảng mặt đầy mộng bức, còn con mẹ nó có loại thao tác này. Danh hiệu cũng có thể mua bán. Có tiền có thể khiến cho ma đẩy quỷ. Đạo lý này, cô hiểu mà. Nhiếp vô danh cười hô hô. Vậy, cấp bậc lính đánh thuê sơ sơ của thẩm đại công tử không thể nào là mua chứ diệp quảng quảng hỏi ồ vậy khẳng định không phải là mua nhiếp vô danh liền vội vàng lắc đầu cấp bậc lính đánh thuê là dựa theo điểm cống hiến mà tính thẩm lão để cống hiến cho học viện lính đánh thuê xích diễm số lượng lớn vũ khí còn đem toàn bộ học viện lính đánh thuê xích diễm đều tân trang qua một lần hơn nữa còn tài trợ nâng cấp thêm cả trăm tòa ký túc xá hào hoa. Cống hiến đối với học viện xích diễm cực lớn, cho nên, dùng điểm cống hiến mà tiến nhập vào hàng ngũ lính đánh thuê cấp sơ sơ sơ. Diệp quảng quảng. Thế này còn không phải là mua sao. Cô cũng chớ xem thường thẩm công tử. Thẩm công tử hoàn toàn phù hợp với điều kiện lính đánh thuê cấp sơ sơ sơ, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao nhất tại xích diễm. Nhiếp vô danh nói. Ví dụ như là Diệp Quảng Quảng nghi hoặc Tôi nhớ được một nhiệm vụ trong số đó là Cướp đồ của thế lực Atula thuộc tội vực Cô nghĩ xem, đến đánh thuê cấp phổ thông Ai dám cướp đồ của Atula Nhưng mà thẩm lão đệ dám Một thân một mình đi cướp đồ của Atula Nhiếp vô danh dơ ngón tay cái lên Sau đó thì sao? Diệp Quảng quản khó tin Atula cứ để mặt như vậy sao? Sau đó, thẩm lão để chuyển khoản cho thế lực a tu la mấy triệu chuyện này cuối cùng chốt lại như vậy nhiếp vô danh trả lời diệp quản quản khá lắm thế này còn không phải là cường hào hóa ra vị thẩm đại công tử này hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao bằng cách này mặc dù là dùng tiền đập bốn phương nhưng mà người ta có tiền người ta muốn làm gì cũng được bây giờ diệp quản quản tin chắc một chuyện chỉ cần bạn có tiền cái gì cũng dễ nói, chỉ cần bạn có tiền, thậm chí cho hội trưởng võ đạo liên minh công hội một bạc tay cũng đều được, cùng lắm sau chuyện này cho võ đạo liên minh công hội tiền là được rồi, có chuyện gì to tác đâu. Đừng nói Atula, coi như là thẩm đại công tử cướp đồ của không sợ minh, chỉ cần trả tiền, tùy tiện cướp, thậm chí chính mình cùng phối hợp với hắn để hắn cướp ở địa điểm được chỉ định, làm bộ như bị hắn dùng một ngón tay đánh bại cũng đều được các người nói cái gì vậy sau khi thẩm đại công tử đem mấy đội nam nữ trẻ tuổi đưa vào thẩm gia đi tới bên cạnh diệp quảng quảng và nhiếp vô danh hiếu kỳ nói không có gì khen anh lợi hại diệp quảng quảng cười nói đúng 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 thẩm lão đệ còn không lợi hại sao nhiếp vô danh liền vội vàng gật đầu khi khách khí rồi bình thường thôi tại độc lập châu không có chuyện gì tôi không giải quyết được danh hiệu tử thần của tôi, tin tưởng các vị hẳn cũng đã nghe nói qua một hai, cũng không cần tôi nói rõ đi. Mặt thẩm đại công tử đầy vẻ ngạo nghễ. Diệp quản quản ý cười đầy mặt, hướng về phía thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên. Có tiền, cũng là một loại năng lực. Hơn nữa, đối với loại năng lực này, Diệp quản quản không phục không được. Hiện nay, Diệp quản quản mới rõ ràng nhận thức được thẩm gia. Toàn bộ độc lập châu, chỉ sợ cái thẩm gia này mới là mạnh nhất đi. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không đi gây xích mích. Được lòng người hẳn là không đếm xuể. Đi thôi, đều ngẩn ở đây nơi này làm gì. Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, mang theo đám người dịp quảng quảng và nhiếp vô danh, chậm rãi đi vào bên trong thẩm dương. Nhà tôi thật sự là quá lớn, khiết, sớm biết tôi đã lái xe tới đây. Thẩm gia đại công tử bất đắc dĩ cười một tiếng diệp quảng quảng nhiếp vô danh thẩm lão đệ trâu bò diệp quảng quảng hướng về tòa nhà gọi là thẩm dương quan sát không thể không nói thẩm gia này đích xác là cực lớn nhìn mãi không thấy điểm cuối suy nghĩ kỹ một chút thật ra thì lái xe ở bên trong thẩm dương dường như cũng không có vấn đề gì đúng rồi thẩm lão đệ cậu nói cậu chia tay khu chiên giống trống rầm rộ như thế để làm cái gì Nhiếp Vô Danh nhìn Thẩm gia đại công tử, có chút không hiểu hỏi thăm. Nghe câu này, Thẩm gia đại công tử lấy ra một điếu thuốc, sau đó hít sâu một cái, phun ra một ngụm khói tròn, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chia tay. Hẳn là vì thể diện. Không sai, Thẩm lão đệ cậu chia tay, không phải là người bình thường chia tay, hẳn là nên làm thật hoành hoành tráng tráng. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Tôi mới đầu cũng nghĩ như vậy thẩm gia đại công tử bỗng nhiên xoay người lại. Một đôi mắt rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tôi muốn đem tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình. Cô cảm thấy thế nào? Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng sững sờ, tiệc chia tay đổi thành tiệc tỏ tình. Mắt mớ gì đến chính mình? Gã ngốc lắm tiền này, sẽ không phải là muốn tỏ tình với mình đấy chứ. Mỹ nữ, cô có bạn trai chưa, cô kết hôn rồi sao? Thẩm gia đại công tử nhìn chầm chầm Diệp Quảng Quảng, bỗng nhiên mở miệng nói. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng nói chuyện, nhiếp vô danh ánh mắt sáng lên, nhất thời nói, không có đâu. Làm sao có thể kết hôn? Làm sao có thể có bạn trai? Hoàn toàn không, có được không? Diệp Quảng Quảng. Ngươi con mẹ nó tiếp lời thật nhanh. Nhiếp ca, thật không dám giấu giếm, tôi từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tôi cũng đã bị vị tiểu thư này hấp dẫn sâu sắc. Thẩm gia đại công tử đầy thâm tình mở miệng nói. Nghe câu này, nhiếp vô danh khoát vai dịp quảng quảng một cái, thẩm lão đệ, tôi cho cậu biết, đây là em gái của tôi. Cậu nhìn xem hai chúng tôi lớn lên thật giống nhau đúng không? Nàng là nghĩa nữ của cha mẹ tôi. Nếu đổi lại là người khác, dám theo đuổi cô em gái này của tôi, tôi liền một cái tác đập chết hắn. Nhưng mà, thẩm lão đệ nào phải người bình thường. Tôi miễn cưỡng đáp ứng hôn sự của các người vậy. Nhưng mà những thứ những lễ vật đám hỏi. Cậu cũng biết, tôi và em gái đều là người coi trọng thể diện. Nhíp ca, anh yên tâm, lễ vật đám hỏi không thành vấn đề, tôi cũng là người coi trọng thể diện. Thẩm gia đại công tử vỗ lòng ngực một cái. Diệp quảng quảng. Cái chuyện gì thế này? Thẩm lão đệ, chuyện này không cần nôn nóng lễ vật đám hỏi sao có ý có tứ là được tới đây chúng ta cẩn thận thương lượng một chút nhiếp vô danh cười nói chờ một chút tôi còn muốn hỏi em gái của anh có thích tôi hay không mặc dù hỏi cũng là dư thừa độc lập châu làm sao sẽ có cô gái nào không thích tôi thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười chợt ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía dịp quảng quảng mỹ nữ cô có thích tôi không Diệp Quảng Quảng liếc nhìn thẩm gia đại công tử một cái. Cái thể loại này, rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra? Anh tên là gì? Diệp Quảng Quảng nói. Tử thần. Thẩm gia đại công tử nói. Tên thật. Diệp Quảng Quảng thở dài. Thẩm Thiên Trần. Thẩm gia đại công tử cười nói. Ồ. Vậy thì không thích. Diệp Quảng Quảng lắc đầu một cái. Không thích thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút, chuyện này cũng không sao. Tôi có thể thay đổi tên. À, cũng không có quan hệ lớn lắm đối với tên họ. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút nói. Tốt. Nghe câu này của Diệp Quảng Quảng, thẩm gia đại công tử mặt đầy kích động, cô biết không, cô là người con gái đầu tiên cự tuyệt tôi. Hai, những cô gái thích tôi kia, tôi biết, bọn họ nhìn trúng, đều là tiền của tôi, mà không phải là tài hoa của tôi. Nhiếp vô danh nhìn về phía thẩm gia đại công tử, thẩm lão đệ, tài hoa của cậu là cái gì? Có tiền. Thẩm gia đại công tử rít một ngụm khói thuốc thật sâu. Được. Nhiếp vô danh hướng về thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên, em gái tôi nếu như có thể cùng với một người thành thật không dối trá như thẩm lão đệ ở chung một chỗ. Tôi đây cũng hoàn toàn yên tâm. Tôi đồng ý hôn sự của hai người không để cho thẩm gia đại công tử có cơ hội mở miệng, nhiếp vô danh vừa đem diệt quảng quảng kéo sang một bên, vừa thấp giọng nói, con bà nó. Hữu danh muội muội, đầu cô không bị sao đấy chứ. Nếu như cô có thể cùng với thẩm lão đệ ở chung một chỗ, ngày sau, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nếu như cô có thể gả cho thẩm lão đệ, vậy ngày sau, cô chính là chủ mẫu của thẩm gia, tất cả mọi thứ của thẩm gia đều là của cô bất kỳ thế lực nào tại độc lập châu, cho dù là võ đạo liên minh công hội, cũng phải nhìn sắc mặt của cô để làm việc. Mà tôi cũng có thể được thơm lây. Ôi viễn cảnh tương lai này tươi đẹp biết bao nhiêu. Diệp quảng quảng lường nhiếp vô danh một cái, hẳn là được thơm lây mới là trọng điểm đối với anh đi. Nghe vậy, chân mày nhiếp vô danh hơi hơi nhíu lại, muội muội, làm sao có thể nói như vậy được, tôi ở trong lòng của cô, là cái loại người tham tiền này sao? đúng thế diệp quảng quảng vô cùng khẳng định gật đầu À. Nhiếp vô danh nhìn chằm chầm diệp quảng quảng hữu danh muội thật ra thì tôi đây là vì tốt cho cô mà thôi không là cô trúng tình cổ sao đồ chơi này cũng không thể coi thường đâu cô phải nghĩ biện pháp để giải quyết mới được tôi thấy thẩm lão đệ cũng không tệ cô cảm thấy thế nào diệp quảng quảng mới vừa muốn nói chuyện thẩm gia đại công tử đã đi tới trước mặt hai người, nói, nhiếp huynh, anh không nên như vậy, dưa hái xanh không ngọt. Nhiếp vô danh, được. Riêng tôi rất thưởng thức loại có tư chất này của thẩm lão đệ, một người đàn ông đích thực sẽ không làm cho người khác khó chịu. Diệp quảng quảng lường nhiếp vô danh một cái. Cái gã nhiếp vô danh này hận là chính hắn không thể lấy thẩm gia đại công tử đi. Mỹ nữ, không bằng, tôi gọi người giúp việc đem xe lấy ra. Tôi lái xe chở cô đến phòng ngủ của tôi hóng gió một chút, hoặc là đi thăm khu giải trí trong nhà của tôi một chút. Thẩm gia đại công tử nhìn chầm chầm Diệp Quảng Quảng, khẽ mỉm cười. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng liếc nhìn thẩm gia đại công tử một cái, khóe miệng hơi hơi co rúng lại, nhưng một câu cũng không nói được. Quả nhiên, có tiền, muốn làm gì thì làm. Khục khục, thẩm lão đệ, hôm nay là tiệc chia tay của cậu, chúng ta vẫn là nên trước tiên đến buổi tiệc đi nhiếp vô danh đề nghị. Ừm, nhiếp huynh nói rất có lý. Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt dẫn theo dịp quảng quảng và nhiếp vô danh đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới sân tiệc. Trước mắt, trên sân tiệc đã đầy ắp cả người, trừ đại lão các phương thế lực ra, còn có nhiếp vô ưu cùng nhiếp linh lung hai người cũng ở trong đó. Khóe mắt dịp quảng quảng đảo qua đám người, trên mặt kỹ tu nhiễm treo nụ cười lạnh nhạt, đang cùng với Tu La chủ thấp giọng trò chuyện với nhau. Hai người thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai nhau thì thầm, thật giống như bạn thân lâu ngày không gặp lại. Diệp Quảng Quảng không khỏi cảm thán, hai người này trước đó rõ ràng có chút địch ý, nhưng ở tại loại trường hợp này, cũng không cách nào nhìn ra chút dao động hay địch ý nào. Ngược lại so với bạn thân còn thân hơn. Khả năng che giấu này, người bình thường chỉ sợ khó mà làm được. Ăn, dùng sức ăn đi thất tinh, cậu ăn cái đó, quá tiện nghi rồi. Ăn cái này đi, cái này đắt lắm. Ngốc nghếch. Không đợi dịp quảng quảng đi đến chỗ đám người tu la chủ cùng kỹ tu nhiễm, một âm thanh hết sức quen thuộc, từ trong đám đông vang lên. Lúc này, dịp quảng quảng sững sờ, ánh mắt vô thức hướng về một góc hẻo lánh nào đó nhìn lại. Giờ phút này, chỉ thấy bắt đầu thân mặt âu phục, trong tay bưng một đĩa thức ăn, trên bàn ăn tất cả đều là thức ăn đắt tiền. Thất Tinh đứng ở bên cạnh Bắt Đẩu. Nhìn ánh mắt khác thường của mọi người bốn phía quan tới, mặt đầy vẻ lúng túng. "Tới đây, ăn cái này, tôi đã nói với cậu, thứ này siêu đắt, bên ngoài còn không được ăn. Đợi một hồi, lúc chúng ta rời đi, tìm một cái bao tải, chúng ta gom nhiều nhiều đồ ăn về một chút ăn dần." Bắt Đẩu vừa ăn vừa lên tiếng. "Nếu không, cậu qua bên kia ăn. Tôi ở nơi này chờ cậu." Thất tinh yên lặng chốc lát, lúc này mới hướng về bắt đậu nói. Nói nhảm gì đó, cậu cũng ăn đi, ăn xong chúng ta đi bên kia ăn. Tôi vừa mới nhìn thấy một bên khác có đồ tốt hơn đấy. Bắt đậu nói. Dịp quảng quảng nhìn thấy một màn này. Không khỏi nâng tay che trán Ôi thật là mất mặt quá đi mà. Không sợ Minh chẳng lẽ không cho hắn ăn sao. Khi, lão thất, cậu nói xem phong tỷ đâu, không tới sao điện thoại cũng không gọi được đến bây giờ cũng không thấy là chuyện gì xảy ra thần sắc bắt đầu hơi có chút nghi ngờ ánh mắt hướng về bốn phía quan sát nghe được câu này diệp quảng quảng che mặt rất sợ bắt đầu sẽ nhận ra mình vội vàng xoay người dự định rời khỏi khu vực này nhưng mà còn chưa đợi diệp quảng quảng đi ra được mấy bước bắt đầu lại bỗng nhiên đuổi theo con bà nó không thể nào bắt đầu đứng ở bên cạnh Diệp Quảng Quảng. Một đôi mắt quan sát Diệp Quảng Quảng từ trên xuống dưới, mặt không cách nào tin tưởng, cô là Phong Tỷ. Phong Tỷ làm sao lại có thể ăn mặc nữ tính như vậy? Tôi không phải, cậu nhận lầm người. Diệp Quảng Quảng mặt không cảm xúc mở miệng. Ăn mặc nữ tính như vậy là cái quỷ gì? Làm sao có thể, tỷ chính là phong tỷ. Bắt đầu mặt đầy kinh ngạc, ở trong ấn tượng của cậu ta, Diệp Quảng Quảng cho tới bây giờ đều ăn mặc bình thường, hoặc chính là ăn mặc phong cách hắc quả phụ đen như mực. Trước mặt, vị thiếu nữ đáng yêu ngọt ngào đến vậy, lại có thể sẽ là minh chủ không sợ minh của bọn họ. Phong tỷ Rất nhanh, thất tinh cũng đi lên, hướng về Diệp Quảng Quảng thi lễ. Mắt thấy tránh không thoát, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thừa nhận thân phận của mình. Cái đám này con mẹ nó, tham gia yến hội của người khác, lại không thể ăn uống từ tốn một chút sao. Ăn đến không kịp thở thế này, quả thật là làm mất hết mặt mũi của mình và không sợ minh. Phong tỷ, tỷ làm sao bây giờ mới đến vậy, đồ ăn của thẩm gia quá ngon. Khi, tỷ tới sớm một chút là được rồi. Hiện tại phỏng chừng đều đã sắp bị ăn xong. Để có để dành lại một chút ở chỗ này cho tỷ, nhưng lúc còn nóng mà ăn. Lúc này, bắt đầu đem đĩa thức ăn đưa cho dịp quảng quảng cậu không phải, không phải là người đó sao? Thẩm gia đại công tử nhìn về phía bắc đẩu, bỗng nhiên sửng sốt một chút. hắn giống như đã gặp cậu thanh niên này, nếu như nhớ không lầm, chắc là tại không sợ minh. Mỹ nữ, cô nhận biết người của không sợ minh. Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mặt đầy hiếu kỳ, hoàn toàn không hề ý thức được nữ nhân trước mặt chính là không sợ minh chủ. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng nói chuyện nhiếp vô danh ôm lấy bả vai của thẩm gia đại công tử, thẩm lão đệ. Tôi trước tiên cùng cậu đi chiêu đãi những vị khách quý kia. Hôm nay cậu là chủ nhà, ngàn vạn lần chớ chậm trễ. Dứt lời, không cho thẩm gia đại công tử cơ hội mở miệng, nhiếp vô danh thuận tay đem thẩm gia đại công tử lôi đi. Phong tỷ, tỷ ăn không? Bắt đầu bưng dĩa đồ ăn vặn hỏi. Cậu chưa ăn cơm sao? Lòng dịp quảng quảng tràn đầy bất đắc dĩ vậy khẳng định là chưa ăn đâu nha biết hôm nay là yến hội của thẩm gia hai ngày nay đệ cũng không ăn cơm chính là vì bữa tiệc này bắt đầu cười nói dịp quảng quảng mị nhà nó không hổ là tin anh không sợ minh của ta tôi ăn rồi không đói bụng dịp quảng quảng nhìn chầm chầm bắt đầu nói nghe vậy bắt đầu hơi nhíu mày đáng tiếc phong tỷ tỷ không ăn vậy để cùng thất tinh đi tới mấy bàn phía trước ăn vậy được cậu đi đi khóe miệng dịp quảng quảng hơi hơi co rúm lão thất chúng ta đi bắt đầu hướng về thất tinh kêu gọi tôi tôi không đi đâu chính cậu tự đi ăn có được không thất tinh nhìn về phía bắt đầu nói như vậy sao được mình tôi không ăn hết bắt đầu không cho thất tinh tiếp tục có cơ hội mở miệng bắt lấy cánh tay của thất tinh, kéo hắn tiến lên. Bây giờ, Diệp Quảng Quảng nhìn bóng lưng của bắt đẩu rời đi. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, tên này ngàn vạn lần chớ nói mình thuộc không sợ minh. Không sợ minh của nàng, quả thực không ném nổi cái mặt này được đâu. Rất nhanh, khóe mắt Diệp Quảng Quảng đảo qua, nhưng lại thấy, nhiếp vô ưu cùng nhiếp linh lung hai người, đang đi về phía bên này. A, à, đây không phải là Quảng Quảng tiểu thư sao? nhiếp vô ưu đi tới bên cạnh diệp quảng quảng nhất thời dừng lại cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét vô ưu vị này là mấy vị danh viện nhìn về phía diệp quảng quảng thần sắc có chút hiếu kỳ giới thiệu cho các vị một chút vị tiểu thư này trước đó đã từng chăm sóc con trai tôi đường đường một đoạn thời gian cũng không biết dùng thủ đoạn gì để cho con trai tôi xem cô ta như mẹ của mình hiện tại chạy đến nhiếp gia lại muốn làm nghĩa nữ của mẹ tôi. Nhiếp vô ưu lạnh lùng nói. Hả? Còn có thứ người như vậy? Nghe tiếng, mấy vị danh viện hướng về Diệp Quảng Quảng quan sát, thần sắc kinh ngạc. Vô ưu tỷ, đừng nói như vậy. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung đi tới trước, mở miệng nói, bất kể như thế nào, cô ta cũng từng chiếu cố đường đường một thời gian. Linh Lung muội muội, cô tuổi tác còn nhỏ, ngàn vạn lần chớ bị thứ người như vậy lừa gạt. Đường đường là thân phận gì? Cô ta chiếu cố đường đường, chỉ sợ là có mưu đồ đi. Một vị danh viện trong đám lường dịp quảng quảng một cái, lạnh lùng nói. Được rồi, đừng nói nữa. Nhiếp Linh lung nhìn về phía mấy vị danh viện, lắc đầu một cái. Khi. Linh lung, cô chính là quá đơn thuần. Một vị danh viện trong đám mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng lường bọn họ một cái. Nàng mặc dù không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng cũng không có nghĩa nàng sợ phiền phức. Nếu như muốn chơi, nàng có thể phụng bồi. Loại người này làm sao có thể đi tới dự yến hội của thẩm gia được. Bỗng nhiên. Một ả danh viện mặc lễ phục màu đỏ, chân mày hơi hơi nhíu lại, sẽ không phải là len lén chạy vào, muốn dụ dỗ đàn ông của các thế gia đấy chứ. Ha ha, khoan hãy nói, dung mạo nữ nhân này thật là không tệ. Một vị danh viện khác nhìn chầm chầm dịp quảng quảng, cười lạnh một tiếng nói. Vậy còn phải hỏi sao, nhất định là len lén trà trộn vào. Trong khi nói chuyện, danh viện mặc lễ phục màu đỏ lập tức gọi một gã gia nhân thẩm gia ở trước mặt mình qua. Nữ sĩ tôn quý, xin hỏi có chuyện gì cần trợ giúp sao? Gã gia nhân thẩm gia khẽ cười hỏi. Nữ nhân này có phải là len lén, lén chuồng vào đây hay không? lễ phục đỏ chỉ thẳng về phía Diệp Quảng Quảng. Nghe câu này, ánh mắt của gã nam nhân thẩm gia, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng. Nữ sĩ tôn quý. Vô cùng xin lỗi, cô có thể trình ra thiệp mời của mình không? Nam nhân thẩm gia hướng về Diệp Quảng Quảng mở miệng hỏi. Có thể. Diệp Quảng Quảng nói xong, từ trong túi sách lấy ra thiệp mời yến hội. Sau khi nam nhân thẩm gia nhìn thấy thiệp mời, mười phần cung kính đem thiệp mời trả lại cho Diệp Quảng Quảng, chợt mở miệng nói, nữ sĩ tôn quý, chân thành xin lỗi đã làm phiền cô. Cô xác định chính là khách quý do thẩm đại công tử tự mình mời. Giờ phút này, nhiếp linh lung có chút không vui lường lễ phục đỏ. Thẩm gia là địa phương nào, nếu như không có thiệp mời, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện trà trộn vào. Ngày đó tại thẩm gia, chính mắt cô thấy được thẩm đại công tử đem thiệp mời giao cho Diệp Quảng Quảng. Tôi hoài nghi mấy người này không có thiệp mời, anh có phải là cũng nên xét duyệt một chút hay không? Bỗng nhiên, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía nam nhân thẩm gia, mở miệng nói. Nghe vậy, nam nhân thẩm gia khẽ vuốt cầm, hướng về nữ nhân lễ phục màu đỏ nói, nữ sĩ tôn quý, làm phiền cô trình thiệp mời ra. Anh nói cái gì? Nữ nhân lễ phục màu đỏ chân mày cau lại, anh không nhận biết tôi sao? Xin lỗi, đây là chức trách của tôi, làm phiền cô trình thiệp mời. Nam nhân thẩm gia cười nói. Lúc này, nữ nhân lễ phục đỏ từ trong túi sách đem thiệp mời lấy ra, hung hăng nhét vào trên người của nam nhân thẩm gia, nhìn kỹ cho tôi. Sau khi nam nhân thẩm gia xác định thiệp mời không phải là giả, lúc này mới đem thiệp mời trả lại cho cô ta. Ha ha! Nữ nhân áo đỏ nhìn chầm chầm dịp quảng quảng, từ trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh giá thấu xương. Cách đó không xa, trên mặt kỹ tu nhiễm lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt bất ngờ nhìn về một góc mà Diệp Quảng Quảng đang đứng. Tư dạ hàng thấy con ngươi của kỹ tu nhiễm từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Tốt rồi, Quảng Quảng, đây đều là hiểu lầm, cô cũng đừng để ý. Nhiếp Linh lung hướng về Diệp Quảng Quảng cười nói. Tôi tha thứ cho các cô. Diệp Quảng Quảng thất giọng cười nói nghe vậy nhiếp linh lung cùng nhiếp vô ưu dẫn theo mấy người nhanh chân rời khỏi nơi này sau khi đi tới một góc hẻo lánh nào đó nữ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi con điếm đó tính là cái thứ gì tôi nhất định sẽ khiến cô ta chết không được tử tế nói xong một vị danh viện trong đám nhìn về phía nhiếp linh lung cười nói tam tiểu thư không bằng lời của nữ nhân áo đỏ vừa dứt tiếng sắc mặt nhiếp linh lung bỗng nhiên biến đổi còn không đợi vị danh viện kia phục hồi lại tinh thần, một tiếng bếp đầy thanh thúy vang lên. Chỉ thấy, nhiếp linh lung trở tay tung một bạc tai, hung hăng quất vào trên mặt của danh viện. Tam tiểu thư Vô duyên vô cớ bị nhiếp linh lung đánh một bạc tai, danh viện hơi kinh ngạc, không biết mình đã nói cái gì chọc cho nhiếp linh lung không vui. Bếp, nghe mấy chữ tam tiểu thư này, lúc này, nhiếp linh lung lại là một bạc tai, hung hăng đánh ở trên mặt danh viện, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nơi nào còn bộ dạng ngọt ngào khôn khéo trước đó. Cô kêu tôi là cái gì? Thanh âm nhiếp linh lung hơi có chút âm trầm. Danh viện bụng mặt, nhìn chầm chầm nhiếp linh lung, nhưng cũng không dám đáp lời. Nhớ kỹ cho tôi, nhiếp gia chỉ có một vị tiểu thư, chính là tôi, nhớ kỹ chưa? Nhiếp linh lung lạnh lùng nói. Nghe được câu này, ánh mắt của danh viện, rơi vào trên người, nhiếp vô ưu ở một bên đang cười thanh khách. Nhìn tôi làm gì, hỏi cô nhớ chưa? Nhiếp vô ưu cười lạnh nói, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của nhiếp linh lung, ngược lại còn cảnh cáo danh viện kia. Vâng, tôi nhớ kỹ rồi. Danh viện gật đầu liên tục, sau đó nhìn về phía nhiếp linh lung, lần nữa sửa lời nói, nhị tiểu thư, tôi nhớ kỹ rồi. Nghe vậy, sắc mặt nhiếp linh lung lúc này mới hơi hòa hoãn lại một chút linh lung muội muội chớ cùng cô ta so đo cô ta không hiểu chuyện lễ phục đỏ hướng về nhiếp linh lung cười nói trong mắt lễ phục đỏ năng lực tổng thể của nhiếp vô ưu cũng không bằng nhiếp linh lung bây giờ nhiếp vô ưu lại càng cúi đầu xưng thần đối với nhiếp linh lung một chút dáng điệu cùng khí thế của thiên kim nhiếp gia cũng đều không có ngược lại nhiếp linh lung bây giờ mới thật sự là đáng mặt thiên kim nhiếp gia tôn quý nhiếp gia nhị tiểu thư đúng rồi vô ưu tỷ tôi có một biện pháp chỉnh chết cái con điếm thối đó nữ nhân áo đỏ cười lạnh một tiếng nói nghe câu này ánh mắt nhiếp vô ưu rơi vào trên người danh viện quần áo đỏ sau khi nghe xong kế hoạch của lễ phục đỏ ánh mắt nhiếp vô ưu lóe lên khóe miệng hơi hơi nhếch lên giờ phút này diệp quảng quảng tán gẫu cảm thấy chán đi dạo quanh một chút cuối cùng ngừng lại ở trước một bàn rượu nữ sĩ tôn quý xin hỏi cô muốn uống cái gì một vị người hầu của thẩm gia nhìn về phía diệp quảng quảng vô cùng lễ phép cười hỏi xa xa sau khi tư dạ hàng thấy diệp quảng quảng đi tới bên cạnh bàn rượu chân mày không khỏi hơi nhăn lại thức uống diệp quảng quảng nhìn về phía người hầu thẩm gia tướng mạo trắng loãng mở miệng nói nữ sĩ tôn quý, chúng tôi cũng không chuẩn bị thức uống. Người hầu có chút khó xử, nữ sĩ tôn quý, nếu như tử lượng cô không tốt. Có thể thử rượu sâm banh đặc biệt mà thẩm gia chúng tôi chuẩn bị cho các vị khách quý. Độ cồn rất thấp, cũng không hề khác gì với các loại thức uống thông thường. Uống rượu sâm banh sẽ say sao? Diệp Quảng Quảng hỏi. Nếu như mình ở trong loại trường hợp này uống say, vậy cũng không phải là chuyện đùa đâu chuyện này chưa từng nghe qua. Nam phục vụ thẩm gia nói xong, đưa cho Diệp Quảng Quảng một ly rượu sâm banh. Diệp Quảng Quảng thận trọng nhấp một miếng, sau khi nếm được mùi vị của ly rượu, lúc này mới yên lòng. Thứ đồ này, làm sao có thể uống say được? Căn bản chính là thức uống. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng nói cảm ơn. Từ trong đám người bỗng nhiên có một nữ nhân lao ra. Sau lưng nữ nhân, còn có một gã đàn ông đi theo gã ta mặt đầy vẻ lo lắng, hơn nữa không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Quảng Quảng. Thấy vậy, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ, đây là có chuyện gì? Người nam nhân kia, quen với mình sao? Ha ha! Tôi nói sao, thì ra là như vậy. Nữ nhân nhanh chân đi tới bên cạnh Diệp Quảng Quảng, không ngừng cười lạnh. Chợt, nữ nhân từ trên bàn rượu cầm một ly rượu lên, hướng về phía Diệp Quảng Quảng tạt tới phản ứng của diệp quảng quảng cũng vô cùng thần tốc trong chớp mắt làng váy bồng bềnh thân hình hơi nghiêng theo bản năng tránh khỏi ngươi còn dám tránh thấy vậy nữ nhân chỉ vào diệp quảng quảng thở hổn hển lúc này ánh mắt của kỷ tu nhiễm cùng tư dạ hàng của hai người đồng loạt hướng về phía bên này ngươi có ý gì diệp quảng quảng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt lạnh giọng mở miệng khi tiểu vi cứ như vậy đi. Anh sai lầm rồi, được không, chuyện này coi như cho qua. Chúng ta có thể thương lượng sao? Gã ta kéo lại cánh tay của nữ nhân, bày ra bộ dáng như muốn dàn xếp ổn thỏa. Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía, lập tức hướng về đám người Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Diệp Quảng Quảng mặt đầy vẻ khó hiểu. Đôi nam nữ này hẳn là bị khuyết tật não, hay là từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết nữa. Mọi người mặt đầy vẻ hiếu kỳ, thấp giọng bàn tán. Cứ như vậy. Nữ nhân nhìn về phía nam nhân, cười lạnh một tiếng, thế nào, đi ăn vụng ở bên ngoài, còn phải che chở cho con đĩ này. Đúng không? Đừng. Nơi này đông người, chúng ta có chuyện gì về nhà nói. Anh nhận sai với em." Giả đàn ông nói. "Được. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chia tay." nữ nhân liếc qua nam nhân một cái. Nghe vậy, nam nhân lắc đầu liên tục, chỉ vào dịp quảng quảng, tiểu vi. Anh sai rồi. Nhưng thật sự không trách anh được, đều là cô ta, là cô ta câu dẫn anh. Anh đã nói với em, nữ nhân này, cô ta chính là nhìn trúng tiền của anh. Anh cũng chỉ vui đùa một chút cùng với cô ta, tuyệt đối không hề động tình. Tiểu vi, cô ta làm sao có thể sánh với em được? Vui đùa một chút, Nữ nhân cười lạnh một tiếng, "Chơi không ít tiền rồi đi." "Không có bao nhiêu." Anh cho cô ta một khoản tiền, đã đoạn tuyệt quan hệ. Nam nhân liền vội vã mở miệng. Vào giờ phút này, mọi người bốn phía một mảnh xôn xao, đây là tiểu tam bị vợ cả bắt gian. Người đàn ông này không phải là hàng gia đại công tử sao? Cô gái kia là Tôn gia đại tiểu thư. Hai người mới vừa đến hôn hàng gia đại công tử ở bên ngoài nuôi một ả tiểu tam bị tôn gia đại tiểu thư phát hiện nữ nhân kia chính là tiểu tam câu dẫn hàng gia đại công tử giờ phút này mọi người bàn tán ầm ĩ luôn mồm luôn miệng nói Diệp quảng quảng đảo mắt qua hai người một cái trước đó còn có chút mộng bức nhưng bây giờ cũng đã nghe rõ hai người này là nghiêm túc sao là có hiểu lầm gì đó hay là bị người ta sai sử con đĩ khốn kiếp ngươi coi như là cái thứ gì, dám câu dẫn nam nhân của ta. Hôm nay, ta nhất định đem mặt của ngươi phế đi. Công gia đại tiểu thư nhìn chầm chầm dịp quảng quảng. Quát lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, các khách quý ở đây, tư dạ hàng đầu tiên nhìn vị hàng gia đại công tử kia một cái, chợt liền đem ánh mắt thu hồi, cũng không hề có bất kỳ khác thường gì. Tiểu vi, em làm gì anh đều ủng hộ em. Anh sai rồi, anh cũng là bị nữ nhân này đầu độc. Cô ta quả thật là lão luyện, câu dẫn anh như vậy, khiến cho anh nhất thời xung động, đã mất đi lý trí, làm chuyện sai lầm. Hàng gia đại công tử không ngừng thở dài nói. Tiện nhân, ngươi quỳ xuống cho ta. Công gia đại tiểu thư nhìn chầm chầm dịp quảng quảng, tức giận quát lên. Nghe câu này, khóe miệng dịp quảng quảng hơi hơi dương lên. Lạnh giọng cười nói, xí. Ngươi nói ngươi, ngay cả nam nhân của mình đều không quản được, còn muốn đi trách trách người khác câu dẫn nam nhân của ngươi. Ngươi nói cái gì? Tôn gia đại tiểu thư lạnh nhạt nói. Chỉ tiếc, cả đàn ông này sao, ta thực sự nhìn không thuận mắt. Các ngươi là không phải là nhận lầm người sao? Diệp quản quản nhíu mày mở miệng nói. Nhận lầm người. Hàng gia đại công tử lập tức tiến lên, chỉ vào Diệp quản quản, con tiện nhân này, chủ động câu dẫn ta sau đó còn lừa bịp ta một số tiền lớn. Bây giờ nói chúng ta nhận lầm người. Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía càng thêm kinh ngạc. Loại nữ nhân này, làm cách nào có thể đi tới yến hội thẩm gia? Biểu tình của tôn gia đại tiểu thư, hận không thể đem dịp quảng quảng ăn tươi nuốt sống. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, nhiếp vô danh bỗng nhiên đi lên, mặt đầy mộng bức. Ca. Bỗng nhiên, nhiếp vô ưu tiến lên, câu mày nói là vị tiểu thư này câu dẫn vị hôn phu của tôn gia đại tiểu thư vô ưu tỷ chớ nói bậy bạ sự tình còn chưa ra rõ ràng có lẽ là hiểu lầm nhiếp linh lung mở miệng hiểu lầm nhiếp vô ưu cười lạnh một tiếng nếu như là hiểu lầm vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá hàng gia đại công tử đã nói chắc như đinh đóng cột còn nói cô ta lường gạt một khoản tiền hẳn không phải chỉ đơn giản là hiểu lầm như vậy đi. Chửi thề một tiếng, ta cho là chuyện gì, chỉ có chút chuyện hư hỏng này. Nhiếp vô danh lường mấy người một cái. Chợt, nhiếp vô danh chỉ vào hàng gia đại công tử, các ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn chưa hài lòng, náo cái gì mà náo. Diệp quảng quảng. Nhiếp vô danh, bị ngu sao. Chỉ số thông minh không đủ, liền con mẹ nó đừng nói chuyện, có được hay không. Đại ca, loại chuyện này, anh cũng đừng nhúng tay vào. Nhiếp linh lung, kéo nhiếp vô danh lui lại mấy bước. Con điếm này, dám câu dẫn nam nhân của ta. Hôm nay, ta liền muốn khiến cho ngươi chết ở chỗ này. Tôn gia đại tiểu thư nhìn chầm chầm Diệp Quảng Quảng nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Quảng Quảng treo một nụ cười như có như không, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin, để cho ngươi cho là, tất cả nữ nhân đều sẽ thích nam nhân của ngươi. Ngươi nói cái gì, dám câu dẫn ta, còn không dám thừa nhận. Thời điểm ban đầu ngươi câu dẫn ta là nói như thế nào? Ngươi nói với ta vừa thấy đã yêu, không phải là ta không gả. Lời này của hàng gia đại công tử vừa nói ra, Diệp Quảng Quảng lại không nhịn được bật cười. Gã đàn ông này, coi như so với bắt đầu, cũng kém 10 vạn 8 ngàn dặm đi. Giá trị nhan sắc. Nữ nhân này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Câu dẫn hàng gia đại công tử còn lừa bịp anh ta một khoản tiền bây giờ lại có thể không dám thừa nhận ha ha thế này có là gì loại nữ nhân này tôi đã thấy rất nhiều cậu nhìn tướng mạo của cô ta người ta cũng đích xác là có vốn tự có một câu dẫn người nào có người đó có gì lạ đâu chật chật tôn gia đại tiểu thư đích xác là có chút đáng thương kỳ quái loại nữ nhân này lại cũng có thể tham gia yến hội của thẩm đại công tử sao có phải là lén chuồng vào hay không? Theo lý thuyết, với an ninh của thẩm gia mà nói, không có khả năng có cơ hội len lén chạy vào. Nhưng mà, thẩm gia càng không thể nào lại đi mời loại nữ nhân này. Thần sắc của không ít danh viện và phu nhân nhìn dịp quảng quảng, tràn đầy vẻ chán ghét và kinh thường. Mà một số ánh mắt của đám đàn ông, lại hiện ra vẻ mập mờ. Ồn ào gì đó, ai lại ở đây làm ồn? Bỗng nhiên, thẩm gia đại công tử đi tới, nhìn chầm chầm hàng gia đại công tử cùng tôn gia đại tiểu thư, hai người các ngươi, ở trong yến hội của ta gây chuyện. Nghe câu này, hàng gia đại công tử vội vàng nói, không không không. Thẩm huynh, anh không biết đâu, là nữ nhân này câu dẫn tôi. Còn lừa bịp tôi một khoản tiền. Cái gì? Nghe câu này, thẩm gia đại công tử nhất thời sững sờ, nhìn dịp quảng quảng một chút, chợt lại nhìn hàng gia đại công tử một chút câu dẫn hắn ta. Nữ thần của hắn, tình nguyện câu dẫn thứ người như vậy, cũng không muốn câu dẫn mình. Cô. Cô câu dẫn hắn làm cái gì, cô câu dẫn tôi đi. Tôi chưa có bạn gái này. Tôi nói chỉ có chuẩn. Thẩm gia đại công tử nhìn chầm chầm dịp quảng quảng, vội vã mở miệng. Dịp quảng quảng. Thẩm gia đại công tử vừa dứt tiếng, mọi người mới hiểu được, khó trách loại nữ nhân này có thể tiến vào yến hội thẩm gia đây là thẩm gia đại công tử vừa ý cô ta cái gã thẩm gia đại công tử này bạn gái đổi vô số người ở ngoài thẩm gia này bao nhiêu danh viện đều nhắm vào thẩm đại công tử nếu như có thể trèo lên người thẩm gia đại công tử dĩ nhiên là một bước lên trời giờ phút này không ít danh viện và phu nhân cười lạnh lắc đầu khó trách loại nữ nhân này có thể đi tới yến hội thẩm gia hóa ra là được thẩm gia đại công tử coi trọng tôi biết ngay mà nữ nhân này làm sao lại đi đá hàng gia thiếu gia nguyên lai là có mục tiêu mới biết làm sao được hàng đại thiếu gia không cách nào sánh được với thẩm đại công tử một vị phu nhân trong đám ăn mặc trang phục đắt tiền lạnh giọng cười nói ha ha thẩm đại công tử muốn mang nữ nhân tới yến hội còn không đơn giản sao đừng nói nữa nữ nhân này có thể trèo lên người thẩm đại thiếu gia đó cũng là bản lãnh của cô ta không ít danh viện và phu nhân còn đang bàn tán, tôn gia đại tiểu thư giơ tay lên, liền hướng dịp quảng quảng vung tới. Nhưng mà, chỉ nghe bếp một tiếng thanh thúy, cánh tay phải dịp quảng quảng khẽ nhấc lên, trong nháy mắt đã bắt được cánh tay của tôn gia đại tiểu thư, tiện đường tặng thêm cho ả ta một cái tác. Ngươi còn dám đánh lại. Thấy vậy, tôn gia đại tiểu thư hung hãn nói. Cúc! Dịp quảng quảng mặt không cảm xúc, cánh tay dùng sức, hơi đẩy về phía trước một cái. Chỉ thấy thân hình tôn gia đại tiểu thư lão đảo, mất thăng bằng, lập tức té thẳng xuống đất. Hàng gia đại công tử tay mắt lanh lẹ, ôm lấy tôn gia đại tiểu thư. Hay cho ngươi nữ nhân ác độc, dùng những thủ đoạn thấp hèn kia câu dẫn ta. Lừa tiền của ta không thừa nhận, bây giờ còn dám đánh người. Hàng gia đại công tử nhìn chầm chầm dịp quảng quảng, lạnh giọng mở miệng. Nơi này, mặc dù có thật nhiều danh viện cùng phu nhân chán ghét tột độ đối với Diệp Quảng Quảng. Nhưng dù sao cũng là thẩm gia đại công tử tự mình mời, người bên cạnh mặc dù muốn mở miệng nói gì, nhưng cũng không tiện lắm. Tiểu Phong, đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vào lúc này, khóe miệng kỹ tu nhiễm ngậm lấy một nụ cười khó hiểu, chậm rãi tiến đến gần. Nhìn thấy kỹ tu nhiễm xuất hiện, toàn trường trên dưới một mảnh kinh ngạc. Nữ nhân này, lại có thể quen biết kỹ tu nhiễm chẳng lẽ cô ta cũng có một chân cùng kỹ tu nhiễm chỉ bất quá kỹ tu nhiễm nổi danh là không gần nữ sắc sao lại thế này nhìn thấy kỹ tu nhiễm ra mặt nhiếp linh lung cách đó không xa trong mắt là một mảnh hàng mang giờ phút này trong đám người một người đàn ông trung niên sau khi ánh mắt rơi vào trên người dịp quảng quảng nhất thời biến sắc nữ nhân kia nếu như hắn không nhìn lầm chắc hẳn là minh chủ không sợ minh đi người đàn ông trung niên trước đó ở phụ cận không sợ minh từng thấy mặt không sợ minh chủ một lần khắc sâu ấn tượng mặc dù nói hôm nay không sợ minh chủ ăn mặc so với trước đó vài ngày vô cùng bất đồng nhưng cô ấy chính là bạch minh chủ của không sợ minh đấy hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai cũng chính là nói trời má một đám người đi nói không sợ minh chủ câu dẫn cái tên tôn gia đại thiếu gia tép triêu đó. Đây không phải là nói chuyện tiếu lâm cấp quốc tế sao. Tóc húi cua ca của độc lập châu, minh chủ không sợ minh, muốn một tên nam nhân, còn cần đi câu dẫn. Trực tiếp con mẹ nó trói về, đây mới là phong cách làm việc của không sợ minh đi. Bạch minh chủ quả là có hứng thú, bây giờ lại ưa thích cùng người khác cãi nhau, nhưng lại quân tử hơn không ít trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì kỹ tu nhiễm xuất hiện, một vị nam nhân thần sắc lãnh đạm thờ ơ, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đi tới bên cạnh diệt Quảng Quảng. Nam nhân kia là ai? Không biết nữa. Tôi trước đó có nhìn thấy thẩm gia chủ cùng anh ta trò chuyện khá thân thiết. Thẩm gia chủ gọi anh ta là Tu La Chủ. Tu La Chủ. Thần sắc một vài danh viện và phu nhân vô cùng kinh ngạc. A Tu La, một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội vực mà tu la chủ chính là thủ lĩnh của a tu la chờ một chút tu la chủ gọi nữ nhân kia là gì một vị danh viện trong đám thần sắc kinh ngạc dường như từ trong miệng tu la chủ nghe thấy được danh hào bạch phong cái danh hào bạch phong này mặc dù nhất thời nhớ không ra là gì nhưng lại nghe quen thuộc như vậy thật giống như đã từng nghe nói qua ở nơi nào phong tỷ tỷ đánh nhau với ai vậy bỗng nhiên bắt đầu bưng một con heo sữa nhỏ cùng thất tinh nhanh chân đi vào giữa đám người hắn nói tôi câu dẫn hắn mà vị hôn thê của hắn muốn cho tôi chết ở chỗ này diệp quảng quảng thấp giọng cười nói câu dẫn hắn ai vậy bắt đầu hướng về bốn phía quan sát cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người hàng gia đại công tử con bà nó câu dẫn hắn ta nhổ vào nhìn gương mặt heo chết trôi của ngươi mà xem phong tỷ câu dẫn ngươi ngươi đi chết đi bắt đầu nói xong heo sữa quay trong tay trong nháy mắt đập thẳng vào trên mặt hàng gia đại công tử ngươi chính là cô ta câu dẫn vị hôn phu của ta còn lừa tiền của anh ấy tôn gia đại tiểu thư nhìn bắt đầu tức giận quát lên ngươi thả rắm chó à bắt đầu nhìn về phía tôn gia đại tiểu thư minh chủ không sợ minh của ta còn cần đi câu dẫn vị hôn phu của ngươi còn lừa tiền hắn ta không sợ minh muốn cái gì trực tiếp cướp là được rồi giờ phút này thất tinh tiếp lời ba chữ không sợ minh vừa ra sắc mặt hàng gia đại công tử và tôn gia đại tiểu thư nhất thời trắng bệch trong mắt tràn đầy thần sắc không thể nào tin được bọn họ nói cái gì nữ nhân trước mặt này là người của không sợ minh lại còn là không sợ minh chủ Độc lập châu, tóc húi cô ca bạch phong. Cô ta. Cô ta là không sợ minh chủ. Tôn gia đại tiểu thư khó tin thất thanh kêu lên. Nói nhảm. Thất tin lường tôn gia đại tiểu thư một cái, ngươi con mẹ nó bị mù sao. Không sợ minh chủ cũng không nhận ra. Ngươi là tôn gia đi. Nếu như ta nhớ không lầm, tôn gia ngay tại phụ cận không sợ minh chúng ta là thế lực chi nhánh thuộc về không sợ minh chúng ta, đúng chứ? Tôn Long là cha ngươi à? Thất tinh hướng về tôn gia đại tiểu thư hỏi. Cơ hồ theo bản năng, tôn gia đại tiểu thư gật đầu một cái. Thật là hay nhỉ, tôn gia ngươi thật can đảm, bây giờ lớn mạnh lên rồi, ngay cả không sợ minh chủ cũng dám bêu xấu. Thất tinh không mặn không nhạt mở miệng, mặt không cảm xúc. Thất tinh vừa dứt tiếng. Tôn gia đại tiểu thư trong nháy mắt tâm loạn như ma. Nàng không thể tin được, thiếu nữ trẻ tuổi ngọt ngào này lại sẽ có thể là không sợ minh chủ thủ lĩnh của đám không sợ minh giết người không chớp mắt không chuyện ác nào không làm không sợ minh chuyện gì xảy ra giờ phút này nhiếp vô ưu cách đó không xa chân mày hơi hơi nhíu lại nữ nhân kia không phải gọi là dịp tên hoảng quảng sao hơn nữa còn đến từ hoa quốc hiện nay ở tại yến hội thẩm gia làm sao đã trở thành minh chủ không sợ minh rồi đừng nói là nhiếp vô ưu, chính cả nhiếp linh lung thần sắc cũng có chút cổ quái. Tuy nói nhiếp linh lung biết được diệp quản quản chính là nhiếp vô ưu thứ thiệt, nhưng chưa từng nghe nói qua nhiếp vô ưu và không sợ minh có quan hệ gì. Chẳng lẽ thời điểm năm đó nhiếp vô ưu ở bên ngoài còn sáng lập ra không sợ minh? Chỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhiếp linh lung lại phát hiện có rất nhiều điểm bất hợp lý cho dù là nhiếp vô ưu thật sự sáng lập ra không sợ minh cô ta bây giờ ở trong trạng thái mất trí nhớ cũng không khôi phục lại ký ức làm sao lại có thể sẽ lần nữa leo lên vị trí không sợ minh chủ nếu như nhiếp vô ưu đã khôi phục lại ký ức làm sao lại có thể không cùng đường đường và nhiếp gia chủ mẫu nhận nhau chuyện này hoàn toàn không có một chút logic nào chẳng lẽ nói cô ta dưới trạng thái mất trí nhớ đánh bậy đánh bạ được không sợ minh xem thành bạch phong nhiếp linh lung âm thầm nghĩ ngợi trong lòng nhưng mãi vẫn không thể nào nghĩ ra được rất nhanh trong mắt nhiếp linh lung khôi phục lại một tia lạnh lùng nếu như nhiếp vô ưu thật sự là không sợ minh chủ giả mạo vậy quả là bớt chuyện chính mình chỉ cần đem tin tức diệt quảng quản là người nước hoa báo cho không sợ minh hết thảy đều sẽ được giải quyết dễ dàng sợ chính là kỹ tu nhiễm lấy sức mạnh của mình trợ giúp cho cô ta leo lên vị trí không sợ minh chủ nhưng cẩn thận suy tính. Loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh. Với tác phong làm việc của không sợ minh, cho dù là kỹ tu nhiễm, hoặc là mấy vị lão đại của tội vực, thậm chí võ đạo liên minh công hội có ra mặt, bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp để một người xa lạ làm minh chủ không sợ minh. Nghĩ tới nghĩ lui, nhiếp linh lung cuối cùng tin chắc, nhất định là sau khi nhiếp vô ưu đi tới độc lập châu, bởi vì nguyên nhân nào đó, đã giả mạo thành không sợ minh chủ bạch phong. Về phần là loại nguyên nhân nào, nhiếp linh lung cũng không có hứng thú biết, cũng không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Vào giờ phút này, mọi người tại đây đã xôn xao hoàn toàn. Đám danh viện và phu nhân trước đó còn nghi ngờ, nhìn về phía dịp quảng quảng với vẻ chán ghét tràn đầy đều sững sờ tại chỗ, khó mà tin nổi. Nữ nhân kia, nhìn kiểu nào cũng không hề giống với người nghe đồn là cùng hung cực ác, tóc húi cua ca bạch phong. Không sợ minh là khái niệm bậc nào, không sợ trời không sợ đất, từng cho Atula ăn hành, đoạt lấy tiền tài châu báu của thẩm gia, từng đánh lính đánh thuê của nhiếp gia, diệt thế lực chi nhánh của kỹ gia. Nếu như chỉ có vậy, thì coi như xong đi. Thậm chí, nghe đồn, gã đàn ông được cho là mạnh nhất thế giới, cũng từng bị nàng treo vào. Loại nhân vật đại hung ác này, sẽ đi câu dẫn hàng gia đại công tử. Nếu như nói, đi câu dẫn vị tu la chủ kia, hoặc là kỹ hoàng, có lẽ còn nghe lọc lỗ tai được một chút thế nhưng hàng gia đại thiếu gia mới vừa rồi cái gã hàng gia đại công tử đó nói không sợ minh chủ lừa tiền của hắn trong đám người một vị nam nhân trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng lời này vừa nói ra bốn phía yên tĩnh không một tiếng động chỉ cần là người biết dùng não suy nghĩ liền biết tuyệt đối không thể nào đâu hàng gia mặc dù là một thế gia có chút danh dự và uy tín tại độc lập châu nhưng nếu nói về tiền, tiền của không sợ minh so với hàng gia ít nhất phải nhiều gấp bội trở lên. Không sợ minh chủ, hy sinh nhan sắc, chỉ vì lừa gạt một chút tiền của hàng gia đại công tử. Nói đùa sao? Không. Không. Không sợ minh. Lúc này, tôn gia đại tiểu thư răng môi khẽ rung, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, y như bùng nát tê liệt rung rẩy trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn chầm chầm dịp quảng quảng tóc hối cua. Không. Không phải, là bạch. Bạch Minh Chủ. Diệp Quảng Quảng mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn Tôn Đại Tiểu Thư và Hàng Đại Thiếu Gia. Hai người này, nàng căn bản không quen biết, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến. Vu Khống Bình Câu dẫn Hàng Đại Công Tử, còn lừa tiền của hắn ta. Nếu như là hiểu lầm, vậy cũng dễ nói, nàng cũng có thể lý giải được. Nhưng chuyện này, hiển nhiên không phải là hiểu lầm đi. Nếu như chuyện này cũng không phải là hiểu lầm gì đó, vậy thì cách giải thích còn lại, chính là sau lưng của hai người này, nhất định có người sai sử. Lập tức, danh viện lễ phục đỏ đứng ở bên cạnh, nhiếp vô ưu, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Hàng gia đại công tử và tôn gia đại tiểu thư, là do cô ta sai khiến. Nhưng mà, cô ta làm sao có thể ngờ được, nữ nhân kia, lại là không sợ minh chủ nếu như cô ta biết, làm sao còn dám làm ra chuyện như vậy? Không sợ Minh. Minh chủ. Thẩm gia đại công tử mặt đầy mộng bức, đầu tiên là nhìn nhiếp vô danh ở bên cạnh mình một chút, chợt ánh mắt lại rơi vào trên người dịp khoảng khoảng nhìn tới nhìn lui. Trước đó, thời điểm hắn đi tới không sợ Minh, cái người gọi là không sợ Minh chủ đó, ăn mặc cứ y như là một bà quả phụ, lại còn dùng lụa đen che mặt. Hắn làm sao có thể nhận ra, cục cưng bé nhỏ khiến cho tim hắn đập rộn rã, lại có thể sẽ là không sợ Minh Chủ. Khó trách. Thời điểm trước đây, tôi ở tại Không Sợ Minh nhìn thấy nàng. Mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng luôn cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Nguyên lai, sớm trước đó lúc ở nhiếp gia, tôi đã gặp qua nàng. Thẩm gia đại công tử lẩm bẩm trong miệng. Khi. Nhiếp vô danh mặt đầy đau buồn, bất đắc dĩ thở dài trong miệng. Lần này xong rồi, sau khi thẩm gia đại công tử biết được diệp quản quản bây giờ là không sợ minh chủ, chắc chắn sẽ không còn dám có bất kỳ ý tưởng nào. Thẩm lão đệ, thật ra thì lão ca cũng không phải cố ý lừa gạt cậu. Cậu biết đấy, những thứ như tình yêu cũng không hề liên quan gì đến thân phận, giới tính hay chủng tộc. Yêu chính là yêu. Một khi yêu liền đi theo đuổi, bất kể nàng là người, là quỷ hay là la sát coi như là người và chó, cũng có thể kết hôn, đúng hay không? Tất nhiên là đúng rồi. Chỉ có điều chó thì không cần có lễ vật đám hỏi, còn người. Nhiếp vô danh nhìn chầm chầm thẩm gia đại công tử, thấp giọng cười và phân tích. Đúng vậy. Bỗng nhiên, thẩm gia đại công tử hướng về phía nhiếp vô danh giơ ngón tay cái lên, tôi thích cục cưng bé nhỏ xinh đẹp và trí tuệ như vậy. Trí tuệ kết hợp với vũ lực, vũ lực lại kết hợp với tàn bạo cây độc, tất cả cùng tồn tại trên người một cô gái. Nàng chính là cục cưng bé nhỏ mà ông trời phái tới cùng tôi đi qua cuộc đời này. Nàng là tiểu thiên sứ, là nữ thần của tôi, là người tôi yêu thích nhất. Nghe câu này, nhiếp vô danh mặt đầy mộng bức. Thẩm gia đại công tử, đây là nghiêm túc sao? khuynh hướng thích bị ngược mà nói, có tính là một loại bệnh hay không? Đúng đúng đúng. Nhiếp vô danh gật đầu liên tục, thẩm lão đệ, cậu nhìn ca ca đi. Một người từng trải như ca ca có thể cho cậu hay, tình yêu chính là như vậy. Nhiếp ca, anh từng có bạn gái sao? Bỗng nhiên, Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Vô Danh, chuyện này. Thẩm lão đệ, tôi cho cậu biết, tình yêu và việc có bạn gái hay chưa. Không hề có chút quan hệ nào đâu đấy. Nhiếp Vô Danh nói còn không đợi thẩm đại công tử mở miệng, lại lần nữa cảm thấy ánh mắt lạnh giá thấu xương rơi vào trên người mình, giống như một con dao găm đầy lạnh lẽo, khiến cho cả người hắn không thoải mái. Lúc này, thẩm gia đại công tử xoay người lại, chợt phát hiện ra, tu la chủ và kỹ tu nhiễm hai người, đang chầm chầm nhìn mình. Trong mắt một vị hàm chứa nụ cười khó hiểu, trong mắt một vị khác lại tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Nhiếp ca. Tu la chủ và kỹ hoàng nhìn tôi làm gì? sao tôi có cảm giác ánh mắt này khiến cho toàn thân phải gánh chịu một loại uy hiếp không diễn tả được bằng lời thẩm gia đại công tử hướng về nhiếp vô danh hỏi ồ nghe tiếng nhiếp vô danh hướng về phía trước nhìn lại thời điểm khi nhìn thấy tu la chủ nhiếp vô danh hơi sững sờ nam nhân này có chút quen mắt nha nhìn hết sức quen mắt hắn có phải là đã gặp ở nơi nào rồi hay không nhưng nhất thời hồi lâu lại không thể nào nhớ nổi. Còn không đợi nhiếp vô danh mở miệng nói chuyện, cách đó không xa, tôn gia đại tiểu thư bỗng nhiên quỳ ở trước người Diệp Quảng Quảng, bạch minh chủ. Hiểu lầm. Chúng tôi nhận lầm người. Bạch Minh Chủ, xin hãy tin tôi. Bạch Minh Chủ, đích xác là hiểu lầm thôi. Trước đó có một nữ nhân câu dẫn tôi. Lừa tiền của tôi. Hôm nay Bạch Minh Chủ và nữ nhân kia ăn mặc có chút tương tự, lúc này mới khiến cho chúng tôi nhận lầm. Bạch Minh chủ ngài xin ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Hàng gia đại công tử nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, ý cười đầy mặt. Ồ! Nhận lầm sao? Diệp Quảng Quảng nhìn chầm chầm hai người, nhẹ giọng cười nói. Đúng đúng đúng, là nhận lầm, tuyệt đối là nhận lầm. Hàng gia đại công tử cười xuề xòa. Bếp! Bỗng nhiên, một tiếng bếp thanh thúy đầy tính nghệ thuật truyền khắp toàn trường dưới con mắt mọi người, thất tinh chậm rãi tiến lên, trở tay đánh một bạc tai. Hung hăng quất vào trên mặt của hàng gia đại công tử. Lúc này, khóe miệng hàng gia đại công tử có huyết dịch tràn ra. Xin lỗi, ta nhận lầm người, ta cho rằng ngươi là kẻ thù của ta. Thất tinh nhìn chầm chầm hàng gia đại công tử, mặt không cảm xúc. Nghe câu này xong, ánh mắt bắt đầu sáng lên, trong phút chốc, bay lên tung một cước, đem hàng gia đại công tử đá văng ra mấy thước bên ngoài. Úi úi! Bắt đầu mặt đầy vẻ kinh ngạc, thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Hàng gia đại công tử bị bắt đầu hung hăng đạp bay trên đất, sau khi đứng dậy, hàng quan trong mắt lóe lên, trên trán nổi lên từng đường gân xanh. Cái cả hàng gia đại công tử này, thân thủ tuy không tệ, nhưng hiện tại, đối mặt với thành viên không sợ minh, căn bản là không dám đánh lại không nói tới minh chủ không sợ minh còn ở chỗ này. Hàng đại công tử, ngài không có chuyện gì chứ? Giờ phút này, Bắt Đẩu chạy chậm chậm, sau khi tới bên người Hàng gia đại công tử, ý cười đầy mặt, mở miệng hỏi. Nghe được câu này của Bắt Đẩu, Hàng gia đại công tử vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm mà thôi. Đúng đúng đúng. Hiểu lầm, đích xác là hiểu lầm bắt đầu gật đầu liên tục. Chợt, không cho hàng gia đại công tử cơ hội hồi phục lại tinh thần, trở tay lại là một bạc tai, hung hăng vỗ vào sau óc của hàng gia đại công tử. Ngươi! Hàng gia đại công tử âm thầm cắn răng. Y o, hiểu lầm. Ta lại nhận lầm người. Bắt đầu cười thầm. Còn không đợi hàng gia đại công tử lên tiếng, gã tiểu thần tài nhà giàu bỗng đi tới, một cước đá vào trên mông hàng gia đại công tử đá hắn văng ra mấy thước hiểu lầm nhận lầm người mà thôi thẩm gia đại công tử cười nói thẩm ca không phải là tôi nói anh nhưng mà anh diễn thế này không giống nha bắt đầu nhìn về phía thẩm gia đại công tử vội vàng mở miệng nói nghe vậy thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút không giống chỗ nào thẩm ca chính anh nhìn đi động tác thần thái của anh cần phải giữ vững tính nhất quán anh nhìn tôi làm mẫu đây. Bắt đầu dứt lời, nhanh chân đi tới bên cạnh hàng gia đại công tử, trong chốc lát, một quyền đấm thẳng trên mặt hắn ta. Y o. Ngươi không có sao chứ, hiểu lầm. Ngươi nhìn cái mặt heo chết trôi của ngươi mà xem, thật là cũng quá giống với cừu nhân của ta rồi. Thật xin lỗi, xin lỗi. Thời điểm bắt đầu tung một quyền đấm cho hàng gia đại công tử đến choáng ván chới với chính mình lại vội vàng đỡ lấy hắn ta, mặt đầy vẻ quan tâm. Diệp quảng quảng. Khi, hai tên thiểu năng này. Được rồi. Đúng vào lúc này, thẩm gia chủ mặt không cảm xúc đi lên. Nhìn thấy thẩm gia chủ, thẩm đại công tử thật giống như chuột gặp mèo, vẻ phách lối trước đó tan biến như bọt nước. Hai người các ngươi, tại thẩm gia của ta gây chuyện, có phải là không quá thích hợp rồi hay không? thẩm gia chủ nhìn chằm chằm hàng đại công tử và tôn đại tiểu thư nói nghe tiếng hai người im khinh thích như ve mùa đông không dám lên tiếng bạch minh chủ trước đó không nhận ra cô tới mong bạch minh chủ đừng chê trách trong lòng sau khi lườm hai người kia một cái ánh mắt của thẩm gia chủ bỗng nhiên rơi vào trên người diệp quảng quảng nhẹ giọng cười nói nghe thẩm gia chủ nói như vậy diệp quảng quảng cũng hơi mỉm cười nói thẩm bá bá chuyện này đương nhiên tôi sẽ không để ý cái vị thẩm gia chủ này hoặc nhìn có vẻ biết thật thà biết điều nhưng mà so về độ lõi đời sợ rằng ở độc lập châu này không ai có thể sánh bằng nếu không một gia tộc không hề dính dáng tới võ đạo chút nào cũng tuyệt đối không thể trở thành nhà giàu nhất tại độc lập châu càng không thể nào trở thành một trong tứ đại thế gia của độc lập châu bạch minh chủ hôm nay là thẩm gia tôi tổ chức yến hội có thể cho thẩm mổ một chút thể diện nho nhỏ để cho hai người này cút đi là được hay không thẩm gia chủ hướng về diệp quảng quảng cười hỏi mặt mũi của thẩm bá bá dĩ nhiên là phải cấp cho nếu thẩm bá bá đã lên tiếng hai người này liền do thẩm bá bá tùy nghi xử trí diệp quảng quảng cười nói vị thẩm gia chủ này nói chuyện một giọt nước cũng không lọt ngữ khí cũng vô cùng thích đáng nếu như diệp quảng quảng không chịu đáp ứng cũng có vẻ không mấy thích hợp. Ha ha, tốt, Bạch Minh Chủ đã nể mặt lão già này như vậy, thẩm mổ thực sự vô cùng cảm kích. Thẩm gia chủ hướng về dịp quảng quảng gật đầu một cái. Chợt, hướng về mấy tên hộ vệ thẩm gia ở bên cạnh phất phất tay, đem hai người này mang ra ngoài. Vâng. Một người hộ vệ trong đó vân mệnh, đem hàng gia đại công tử và tôn gia đại tiểu thư áp giải ra bên ngoài. Nhìn thấy phương thức xử lý của thẩm gia chủ, Diệp Quảng Quảng không khỏi chật chật cảm khái. Cái thẩm gia này, có thể có vị trí hôm nay, tuyệt đối không phải là do tình cờ hay vận khí. Chỉ từ một chuyện này, liền có thể nhìn ra thủ đoạn của thẩm gia chủ. Lại không để cho tôn gia tiểu thư cùng hàng gia công tử tham gia yến hội thẩm gia bị thương hay thậm chí còn là tử vong, cũng không để cho không sợ minh chủ mất mặt. Hai câu ba lời, liền hóa giải sự lúng túng của thẩm gia coi như là chủ nhà. Tới đây, Bạch Minh Chủ, trước đó không nhận ra cô tới, chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút. Thẩm gia chủ nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, ý cười đầy mặt, vỗ bả vai của Diệp Quảng Quảng một cái, dẫn theo Diệp Quảng Quảng hướng về khu khách quý đi tới. Bạch Minh Chủ, mời uống trà. Thẩm gia chủ tự mình châm cho Diệp Quảng Quảng một ly trà. Thẩm bá bá khách khí. Diệp Quảng Quảng khẽ mỉm cười, nhận lấy nước trà thẩm gia chủ đưa tới. Cha, con cũng uống. Chẳng biết từ lúc nào, thẩm gia đại công tử đã lặng lặng tiến lại đây. Hướng về phía thẩm gia chủ nhõng nhẽo. Nghe tiếng, thẩm gia chủ lường gã con trai ngốc của mình một cái, cút đi. Con liền không cút. Con muốn uống trà. Thẩm gia đại công tử đặt mông ngồi ở bên cạnh Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng. Thẩm gia chủ nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, thần sắc hơi có chút lúng túng. Bạch Minh chủ chê cười rồi đứa con trai này của tôi được nuông chiều từ bé thẩm gia chủ nói dịp quảng quảng lắc đầu liên tục thiên trần tốt vô cùng lúc này phía dưới yến hội một đôi mắt của nhiếp linh lung hướng về Diệp quảng quảng ngồi ở khu khách quý nhìn lại hàng mang lóe lên không ngừng nữ nhân vốn không nên xuất hiện này nhất định phải biến mất cách đó không xa nhiếp vô danh hướng về phía kỷ tu nhiễm đang cùng đại lão của một số thế lực tán gẫu nháy mắt các vị, xin lỗi, tôi có lẽ phải rời đi trước một chút." Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng mở miệng, mặt lộ ra một nụ cười. "Kỷ Hoàng đây là quá khách khí với chúng tôi rồi, xin ngài cứ tự nhiên." N một lão già trong đám nói. Chờ sau khi Kỷ Tu Nhiễm rời đi, một đám đại lão các thế lực không khỏi cảm thán. Cái gã Kỷ Tu Nhiễm này, tuổi còn trẻ liền có thành tựu lớn như vậy, thậm chí không hề có một tí phách lối nào làm cho người ta như tắm gió xuân. Nhiếp huynh, sao vậy? Kỷ Tu Nhiễm đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh, có chút không hiểu. Cậu và cái gã tu la chủ đó rất quen thuộc. Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Nghe vậy, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói, "Nhiếp huynh nếu có chuyện, không ngại nói thẳng. Cậu dẫn tôi tới, tôi có việc cần hỏi cái gã tu la chủ đó." Nhiếp Vô Danh nói, Kỷ tu nhiễm cũng không nhiều lời, dẫn theo nhiếp vô danh, tìm được tu la chủ đang ở một bên uống trà. Này! Nhiếp vô danh làm bộ liền muốn đến gần tu la chủ. Nhưng mà, vẫn chưa thể tiếp cận, đã bị Khương Viêm ngăn lại. Người nào? Khương Viêm lạnh lùng nhìn nhiếp vô danh. Ngươi cản ta. Nhiếp vô danh nhìn chầm chầm Khương Viêm, lão tử cứ như vậy bị ngươi ngăn cản. Ta không có sĩ diện nhiếp vô danh dứt lời cánh tay phải khẽ nhấc lên trong nháy mắt đem khương viêm đẩy lui mười mấy bước khương viêm sau khi ổn định lại thân hình trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc khó tin người đàn ông trước mặt này rốt cuộc có lai lịch gì thực lực lại cường đại đến mức độ cậu ta hoàn toàn nhìn không thấu chẳng lẽ đây là cái gã cẩu tạp chủng được ca tụng là người mạnh nhất quả đất trong truyền thuyết đúng lúc này ánh mắt lạnh như băng của tư dạ hàng trong nháy mắt rơi vào trên người nhiếp vô danh nhưng mà sau khi thấy rõ khuôn mặt nhiếp vô danh trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc ung dung thản nhiên nghiêng đầu